nhưng mà ta chỉ refund được nằm trong khu xử lý bãi của bãi rác Cẩm Hà, thì mọi người có thể thấy phía ngoài đang có rất nhiều rác thải phía ngoài. Và mình là em là Hiếu, thì em thuộc công ty Aerobin Lab, thì như mọi người có thể thấy ở phía sau đấy. Thì Aerobin Lab có ba cái mô hình kinh doanh phát triển bền vững. Một là khu nhà máy tái chế rác của tái chế Hồng Kông, bên em có một cửa hàng nông sản nữa để ủng hộ gọi là nông dân, thì là cửa hàng Healthy Farm ở ngoài em có biết. Và có một cái mô hình kinh doanh nữa sắp được khai trương vào thứ hai tuần sau là mô hình kinh doanh Glacia bỏng chai nước bằng chai thủy tinh và tái sử dụng cái chai đấy. Thì cái tình cái thực tế của ngành du lịch Hội An và Đà Nẵng là mình sử dụng quá nhiều cái chai nước nhựa, nhưng mà tỷ lệ thu hồi thấp. Mình có sử dụng chai nước thủy tinh nhưng mình không tái chế cái chai đấy. Thì để lý do tại sao cái cơ sở Glacia sẽ được khai trương vào thứ hai tuần sau. Thì nếu mà mọi người có thời gian rảnh thì có thể ghé qua Indochina số 7 Bạch Đằng để tham quan cơ sở Glacia. Rồi quay trở lại đến Newforms, thì mọi người đang ở đây ở là cái bước đầu tiên sau một quy trình tái chế của lấy phong. Thì ở bước số 1 thì bên em thu hồi và phân loại rác thải nhựa. Thì như mọi người có thể thấy đây là mình đang có một số rác thải nhựa được người dân và các doanh nghiệp trường học đưa đến, là những cái túi cái vỏ sữa. Thì cái vỏ sữa này đã được rửa sạch sẽ. Cái điều rất quan trọng là những cái rác được rửa sạch sẽ thì sẽ hạn chế cái điện năng cũng như là cái lượng nước sử dụng khi trong quá trình sản xuất. Một số loại rác theo thời đây rất là sạch. Một cái nguồn rác nữa bên em lấy ở bên em lấy ngay từ cái bãi rác ngoài kia của khu xử lý Cẩm An. Bạn có thể thể đây là cái rác này nó bẩn hơn một tí, bẩn hơn và nó sẽ tốn nhiều cái năng lượng hơn để rửa. Và cái rác này là cái túi để đựng thức ăn chăn nuôi ấy, cái bao tải rắn, bao tải dứa ấy, thì sẽ tạo ra cái sản phẩm tầm bán như thế này, gọi là tầm bán The Cloud, tầm bán của như đám mây ấy, nó hơi được đục thế này. Một cái loại nguyên liệu nữa là loại nguyên liệu túi ni lông. Loại túi ni lông này thì là loại nhựa cái giá trị không có giá trị, không có bên nào nhận lại cái nhựa này cả. Và loại nhựa này cũng là loại nhựa mình sử dụng nhiều nhất, mình xả ra nhiều nhất và cũng bỏ mất cả nghìn năm để gọi là phân hủy. Thì ống khu đầu kia và thổi lên cái ống nhựa đầu tầng này và đến với cái trạm cuối cùng trong việc xử lý sơ chế, đấy là cái bước lưu trữ. Thì ở cái trạm này ở phía bên kia thì sẽ cả dùng cả đổ nước vào và cả xẻ rác. Thì
đưa trực tiếp những cái đó mà con nói là nó tự xử. Mày mày tự xử, mày tự xử. Như hồi nãy bà nói nước là nghĩa ra là phải có nước vào thì quy trình đó mới thực hiện được á. Dạ. À. Thì đây cũng coi như một kiểu hình thức của rửa sơ ấy. À, rửa cho các loại cho các túi ni lông nữa. À. Đến bước số 3 ở đây mình muốn chọn số 3 ở đây là khi mình rửa sạch. Tới đây là rửa sạch rồi bà. Dạ, rồi. À, what? Ok. Anh có thể quay một phần trong cái tour này hoặc là cái ảnh ở đây có 4, 5, 1, 2, 3, 4. Và 4 năm này sẽ đây là cái để ép nhiệt công đoạn mà tốn thời gian mà nó rất là cần thiết và cũng mất khá nhiều thời gian để bên với Phong có thể nghiên cứu và tìm ra được cái giải pháp này. Gọi là ép nguội đó bạn hả? Dạ. Như vậy là cũng cái hệ thống này chạy được là vẫn phải dùng máy chứ, dùng điện chứ hay là... Đây là hoàn toàn là cơ học anh ạ. Cơ học không ạ? À? Dạ. Mình kéo cái sức này lên, cái tấm bê tông này được nâng lên và mình đưa cái tấm ván xuống từ dưới. Ồ, vậy thôi hả? Dạ. Cũng hay. Nhưng mà lúc đầu mình không nghĩ đến cái việc này bởi vì mình không phát hiện được là cái nhựa nó sẽ có xu hướng nó cong và nó cong một cơ giúp là nó biến đổi hình dáng như thế. Đúng rồi. Ừ. Đây gọi là thành phẩm rồi đấy bạn hả? Đây thật ra đây gọi là khu trưng bày sản phẩm thí nghiệm thôi ạ. Đúng rồi. À, nhưng mà sản phẩm bán nó vẫn tương đồng như thế này chứ? Sản phẩm bán nó sẽ nằm một khu khác anh ạ. Đúng rồi. Tương đương cái sản phẩm mình bán về trước kia. À, thế à. Còn đây là cổng sản phẩm thử nghiệm mà đây không phải là sản phẩm cơ bản, có sản phẩm tiêu chuẩn bọn em bán ra thị trường bên ngoài. À. Chỉ là bên thử nghiệm để khách hàng biết là nó có thể tạo ra những hình dáng, cái màu sắc như thế này không? À, ví dụ như Reform có thể ép hai cái tấm nhựa lại thành một tấm dày 2cm như thế này, tạo thành một cái tấm siêu chắc và siêu bền bỉ như thế này. À, rồi. Tấm này là được ép giữa hai tấm lại với nhau. Vâng, nó dày 2cm. Ờ, không biết luôn. Nhưng không biết. Rồi hoặc như là tấm kia thì có cái sự cầu kỳ hơn trong việc phối màu. Tấm đấy thì tạo ra cái tính thẩm mỹ nó cao hơn. Hoặc nhìn như đây là những cái tấm đời đầu của Reform, nó rất là, mọi người có thể thấy nó rất là nhăn nheo, xấu xí, xấu xề thế này. Bởi vì mình vẫn đang trong quá trình thử nghiệm nhiều chất liệu khác nhau. Tấm mặt là mình ép là mình bỏ ép, có thể ép cả được. Đúng không? Thực ra chính xác hơn là trong cái quá trình mình tạo khuôn ấy, mình tạo cái không một khuôn.